Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của anh thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Như những gì mà hầu hết chúng ta biết ngày nay về khủng long, đã có một số lượng lớn các loài khủng long phi điều tuyệt chủng sau vụ va chạm giữa tiểu hành tinh Chicxulub và trái đất cách đây 66 triệu năm trước, gây nên thảm họa dẫn đến sự kết thúc của thời đại khủng long. Tuy nhiên, trong lịch sử 180 triệu năm của nhóm động vật được gọi là khủng long, tính cho đến thời điểm sự kiện tuyệt chủng phân trắng của cần xảy ra, đã có hàng hà xe số các loài khủng long tuyệt chủng trong suốt quá trình đó mà không cần phải có một tiểu hành tinh khổng lồ đâm sầm vào trái đất. Chúng là nạn nhân của một cuộc chơi có tên là sinh tồn, và người cầm trịch của trò chơi chính là tạo hóa. Chỉ có những kẻ thích nghi tốt nhất, nhanh nhất mới có thể sống sót qua nhiều lượt chơi. Nhưng đôi khi, tạo hóa lại không rộng lượng để dành nhiều thời gian cho các giống loài đến thế. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về một chi khủng long đã từng thích nghi rất tốt để vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc chơi sinh tồn, nhưng sự thay đổi đột ngột tiếp theo rốt cuộc cũng đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Trước hết, cần biết rằng châu Âu không phải lúc nào cũng là một lục địa gần như liền mạch như những gì chúng ta thấy bây giờ. Đã có thời, toàn bộ lục địa châu Âu là một quần đảo, với diện tích của các hòn đảo có sự thay đổi liên tục dựa vào sự nâng lên hạ xuống của mực nước biển. Thời kỳ đó diễn ra cách chúng ta khoảng 160 đến 150 triệu năm trước, tức là vào thế Jura muộn. Sự nâng lên của mực nước biển đã chia cắt một số khu vực của lục địa, tạo thành những hòn đảo nhỏ hơn diện tích vốn có của lục địa. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ cho các quần thể động vật lục địa bất ngờ bị tách khỏi vùng đất rộng lớn mà chúng từng sống. Để tồn tại, chúng buộc phải tìm cách thích nghi với điều kiện mới, mà trong đó thường ẩn chứa nhiều khó khăn về mặt tài nguyên sinh tồn, chẳng hạn như thức ăn và nước uống khan hiếm hơn, sự cạnh tranh cùng loài và khác loài với nhau cũng diễn ra gay gắt hơn. Chính tình hình đó đã dẫn đến một hiện tượng mà chúng ta gọi là hiệu ứng đảo. Hiệu ứng đảo hay còn gọi là quy tắc Foster là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng sinh vật tiến hóa theo hướng thay đổi kích thước, lớn lên hoặc nhỏ đi do tình trạng bị cách ly với các quần thể gốc do sự ngăn cách về mặt địa lý, chẳng hạn như biển đảo hay các thung lũng khép kín và cô lập. Những ví dụ gần gũi với thời đại của con người mà chúng ta có thể kể ra là giống voi lùn địa trung hải Paleoloxodon fanconeri, hổ Java hay người Flores. Và chi khủng long Europasaurus cũng chính là một ví dụ điển hình của hiện tượng này trong thời đại khủng long. Europasaurus là chi khủng long sauropod ăn thực vật sống cách đây khoảng 154 triệu năm trước, có họ hàng với chi khủng long nổi tiếng Brachiosaurus tại Mỹ. Hóa thạch của Europasaurus được các nhà cổ sinh học phát hiện tại miền Bắc nước Đức bắt đầu từ năm 1998. Nhà sưu tầm hóa thạch tư nhân Hunter Luedtke là người đầu tiên tìm thấy hóa thạch của Europasaurus tại một mỏ đá vôi đang hoạt động ở núi Langenberg ở bang Hạ Saxon. Khi đó thì mỏ đá vôi này đã hoạt động được hơn một thế kỷ, khai thác bằng cách nổ mìn và số đá vôi khai thác được hầu hết được dùng làm phân bón. Trước đó thì người ta cũng tìm thấy hóa thạch của các loài động vật không xương sống cư trú ở đại dương trong mỏ đá vôi này, nhưng hóa thạch của động vật sống trên cạn thời cổ đại thì rất hiếm. Nhưng may mắn thay, Hunter Luedtke lại bất ngờ tìm thấy một chiếc răng khủng long sauropod trong mỏ đá này, và đây cũng là hóa thạch đầu tiên của một loài sauropod có niên đại kỷ Jura được tìm thấy ở miền Bắc nước Đức. Sau đó thì người ta tiếp tục tìm thấy nhiều hóa thạch khủng long khác trong cùng khu vực. Những cuộc khai quật trên quy mô lớn đã giúp đưa ra khỏi các lớp trầm tích đá vôi hàng nghìn chiếc xương, giúp hé lộ diện mạo của một loài khủng long hoàn toàn mới mà khoa học chưa từng biết đến. Các hóa thạch được xử lý và lưu trữ tại công viên khủng long Museumshagen, một bảo tàng khủng long ngoài trời tư nhân nằm gần thành phố Hanover. Do xương được bảo quản khá tốt, người ta không cần dùng quá nhiều chất cố định. Việc xử lý có thể được thực hiện tương đối nhanh chóng vì xương dễ dàng tách ra khỏi đá xung quanh. Các xương có hình dạng đơn giản đôi khi có thể được bóc tách trong chưa đầy một giờ, nhưng sự phức tạp như xương cùng thì mới phải mất đến 3 tuần làm việc. Đến tháng 1 năm 2001 thì họ đã xử lý xong một số lượng khổng lồ lên đến 200 xương, có những khối đá với mật độ xương cực kỳ dày, chẳng hạn như một khối đá có kích thước 70x70cm, chưa đến 20 xương khác nhau. Thậm chí là vào năm 2002, người ta còn phát hiện ra một hộp sọ sauropod không nguyên vẹn, lần đầu tiên điều này xảy ra ở châu Âu. Tuy nhiên, điều xui xẻo là trong quá trình xử lý và nghiên cứu, một vụ cháy dài đó cố tình đốt đã diễn ra vào đêm ngày 4 và rạng ngày 5 tháng 10 năm 2003, hủy hoại khu vực phòng thí nghiệm và sảnh trưng bày của công viên khủng long Museumshagen, gây thiệt hại đến 106 xương, trong đó có cả chuỗi đốt sống được bảo quản tốt nhất và xương chậu hoàn chỉnh duy nhất. Bất chấp những mất mát đáng tiếc đó, chúng ta vẫn có một giống loài sauropod hoàn toàn mới với số lượng hóa thạch phong phú và đầy đủ nhất từ trước đến giờ tại châu Âu. Có lẽ chính vì thế mà khi những nghiên cứu và mô tả chính thức được hoàn thành vào năm 2006,
các nhà cổ sinh vật học đã quyết định lấy tên chính châu lục để đặt tên cho con khủng long này, và do đó chúng ta có danh pháp học Europasaurus, có nghĩa là thằn lằn châu Âu. Tên loài là Honcheri, đương nhiên là để vinh danh Honcher Lütke, người đã cuối cùng phát hiện ra hóa thạch đầu tiên của Europasaurus. Ngay cả sau đó thì những cuộc khai quật quy mô lớn vẫn tiếp tục và đem lại thêm nhiều tư liệu hơn cho các nhà cổ sinh vật học, không chỉ về Europasaurus mà còn về hệ sinh thái mà nó từng sống, với hóa thạch của cá, rùa và cá sấu. Năm 2014, khoảng 1.300 xương của động vật có xương sống được phát hiện, với phần lớn được cho là đến từ Europasaurus. Ngoài ra thì người ta ước tính vẫn còn đến hàng nghìn xương Europasaurus nằm trong các khối đá chưa được bóc tách. Một mật độ vô cùng lớn và điều đó cho thấy Europasaurus từng sinh sống rất đông đúc ở đây. Ban đầu khi nghiên cứu hóa thạch của Europasaurus, các nhà khoa học có suy nghĩ rằng đây là xương của những cá thể sauropod chưa trưởng thành vì chúng rất nhỏ so với các loài sauropod từng biết trước đó. Tuy nhiên, sự phong phú và đầy đủ của mẫu vật đã nhanh chóng khiến các nhà cổ sinh vật học phải thay đổi suy nghĩ. Chúng thực chất không đến từ các con khủng long non, bởi hầu hết các xương quan trọng đã có sự hợp nhất, một điểm chỉ thấy ở khủng long đã trưởng thành. Điều này cũng tương tự như ở con người, chẳng hạn như xương sọ, những em bé sẽ tồn tại một khoảng hở gọi là cái top, dấu bộ não của trẻ con thường phát triển nhanh hơn xương. Sau này khi trưởng thành thì top sẽ khép lại, ở các động vật có xương sống khác như khủng long cũng vậy. Do đã hoàn toàn trưởng thành nên các nhà khoa học nhận thấy Europasaurus thật sự có kích thước rất nhỏ so với những loài sauropod khác. Những cơ thể trưởng thành chỉ dài từ 5,7 cho đến 6,2 mét và nặng từ 750 cho đến 800 kg. Những cơ thể chưa trưởng thành cũng đã được tìm thấy, trong đó con trẻ nhất chỉ dài khoảng 1,75 mét. Từ kích thước của Europasaurus và những thông tin thu thập được về môi trường sống của chi khủng long này vào thời đại đó, các nhà khoa học đi đến kết luận rằng đây là một trường hợp của động vật chịu hiệu ứng đảo. Điều đó có nghĩa là Europasaurus từng có gốc gác là một chi khủng long to lớn hơn, nhưng do quá trình biến đổi địa chất, nâng lên hạ xuống của mực nước biển, vùng đất mà tổ tiên Europasaurus sinh sống bị chia cắt, tạo thành những quần thể cách ly với nhau, trong đó một quần thể bị kẹt lại trên một hòn đảo lớn, có diện tích ước tính chỉ khoảng 200.000 km2, vốn không đủ lớn để cung cấp tài nguyên duy trì một quần thể khủng long sauropod khổng lồ. Trong điều kiện tài nguyên sinh tồn như thức ăn, nước uống không còn dồi dào, kích thước không còn là một lợi thế dành cho những con khủng long ăn thực vật này. Hơn nữa, các nhà khoa học cũng tìm thấy hóa thạch của nhiều loài khủng long khác trong cùng khu vực và chúng cũng chịu tác động của hiệu ứng đảo không khác gì Europasaurus, kể cả các loài ăn thịt. Khi kẻ săn mồi cũng không còn quá to lớn, những con khủng long nhỏ cũng ít bị đe dọa hơn và điều đó cho phép chúng có thể sống sót để di truyền bộ gen của mình cho các thế hệ sau. Dần dần thì tổ tiên của Europasaurus tiến hóa theo hướng nhỏ đi và cuối cùng hình thành nên chi khủng long nhỏ bé hơn bình thường này. Đó mới chỉ là nhìn bề ngoài, còn ở bên trong, sự thích nghi không dừng lại ở kích thước. Năm 2023, một nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ cao để tìm hiểu về hộp sọ của Europasaurus và hé lộ thêm nhiều điều về chúng. Khi các nhà khoa học dùng công nghệ Micro CT để phục dựng không gian trong hộp sọ từng dùng để chứa bộ não và tay trong của khủng long Europasaurus, họ phát hiện ra rằng phần tay trong đảm nhận chức năng nghe gọi là latrina hay cochlea, Europasaurus hóa ra tương đối dài. Do đó, những con khủng long này có thính giác rất tốt, có thể nghe được những âm thanh giao tiếp cùng loài vào trong một bầy với nhau. Ngoài ra thì trong tay trong còn có một bộ phận khác đảm nhận chức năng giữ thăng bằng và khoang tay trong của những cá thể Europasaurus nhỏ rất giống với khoang tương ứng của các cá thể trưởng thành về hình dạng cũng như kích cỡ. Điều này có thể cho thấy rằng các cá thể Europasaurus từ khi còn rất nhỏ đã phụ thuộc nhiều vào năng lực giữ thăng bằng. Một số hóa thạch được xem xét rất bé, chỉ khoảng 2 cm, nên có thể chúng là của những con mới nở, thì hiện ra khủng long Europasaurus có khả năng sống độc lập ngay từ khi sinh ra, không cần phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ. Mặt khác thì việc sở hữu kích thước nhỏ so với phần lớn các loài sauropod cũng có thể đem lại cho Europasaurus một lợi thế chiến lược khác. Con lớn sẽ khó dám chết con non hơn nếu đi cùng nhau, nên những con Europasaurus non hoàn toàn có thể ngay lập tức đi theo đàn sau khi mới chào đời. Về mặt phục dựng ngoại hình, Europasaurus trông khá giống những phiên bản thu nhỏ của các chi khủng long họ hàng gần gũi với chúng, chẳng hạn như Camarasaurus, Brachiosaurus hay Giraffe Titan. Tuy nhiên vẫn tồn tại những điểm khác biệt tương đối dễ thấy, chẳng như Europasaurus có móng ngắn hơn những người họ hàng của nó. Khi nghiên cứu xương của Europasaurus, các nhà khoa học cũng nhận thấy không giống như những người họ hàng hay các loài khủng long nói chung, xương của Europasaurus có tốc độ sinh trưởng chậm hơn nhiều. Phân tích phát sinh loài hầu hết đều xếp Europasaurus vào nhánh khủng long sauropod Macronaria, nghĩa đen có nghĩa là mũi lớn, bao gồm các chi sauropod có lỗ mũi trên hộp sọ với đường kính lớn hơn hốc mắt. Đây có thể là một đặc điểm tiến hóa giúp chúng hô hấp hiệu quả hơn và cung cấp đủ oxy cho một cơ thể to lớn vận hành. Ngoài ra, nó cũng có thể là nơi tạo ra một loại âm thanh nào đó, giống như cái màu rỗng của các loài khủng long như Parasaurolophus. Ngoài ra thì giữa các nhà cổ sinh vật học vẫn còn đang tranh luận về việc liệu Europasaurus có phải là một thành viên của họ Brachiosauridae hay không. Có thể nói,
Europasaurus là một trường hợp điển hình của một chi khủng long thích nghi thành công đối với những thay đổi tương đối đột ngột của môi trường xung quanh. Nhưng đáng buồn thay là cuộc chơi sinh tồn của tạo hóa lại không đơn giản như vậy. Tính trong khoảng thời gian vài nghìn cho đến vài chục nghìn năm, những biến động về mực nước biển tại khu vực là châu Âu ngày nay diễn ra khá thường xuyên dưới đến sự thay đổi về quần thể động vật. Cụ thể, các nhà cổ sinh học đã tìm thấy những dấu chân khủng long có kích thước lớn nằm cao hơn 5 mét phía trên lớp trầm tích chứa hóa thạch của Europasaurus, cho thấy ít nhất 35.000 năm sau sự xuất hiện của chi khủng long này, mực nước biển đã hạ xuống, tạo thành những cây cầu tự nhiên nối hòn đảo nơi Europasaurus cư trú với đất liền. Các loài săn mồi ăn thực vật khổng lồ từ đất liền có thể qua đó dễ dàng tiếp cận không gian sinh sống của Europasaurus. Trong khi những loài khủng long theropod ăn thịt sống cùng môi trường với Europasaurus chỉ có chiều dài tối đa khoảng 4 mét, thì những kẻ mới đấy có chiều dài lên đến 8 mét. Với kích thước này, chúng có thể dễ dàng làm thịt Europasaurus cùng những loài khủng long chịu hướng đảo khác mà không gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, các loài ăn thực vật to lớn cũng có thể dễ dàng cạnh tranh nguồn thức ăn với Europasaurus. Lần này, thách thức mà tạo hóa mang lại cho Europasaurus còn bất ngờ và khắc nghiệt hơn trước rất nhiều. Chúng có thể nhanh chóng to lên để theo kịp cơn đói của những con khủng long săn mồi hay để cạnh tranh với những con khủng long ăn thực vật khác. Kết quả là toàn bộ chi Europasaurus đã tuyệt chủng không lâu sau đó, thể hiện sự tàn khốc của cuộc chơi sinh tồn. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.